Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con đến với bài dạy môn toán tiết luyện tập trung trang 180 của tuần 35. Chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay các con nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có hai hoạt động. Hoạt động 1 luyện tính và hoạt động 2 là ôn giải toán. Bài tập 1. Tính nhẩm. Các con hãy nhẩm lại bảng nhân chia các số đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống nhé. Sau khi các con đã thực hiện bài giải xong, các con hãy quan sát màn hình của cô để cùng sửa bài với cô. Vừa thực hiện xong bài tập số 1, bây giờ chúng ta bước sang bài tập số 2. Bài tập 2, đặt tính rồi tính. Cô lưu ý các con, khi chúng ta đặt tính, các con viết số theo hàng dọc. Các số phải thẳng cột với nhau. Chúng ta bắt đầu tính từ phải sang trái. Bây giờ các con bắt đầu làm bài. Sau khi các con làm bài xong, các con cùng sửa bài với cô nhé. Các con bước sang bài tập số 3. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt như sau: 3 cm, 5 cm, 6 cm. Cô nhắc lại, chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó. Bây giờ các con hãy thực hiện bài giải vào vở và sau đó các con cùng quan sát bài giải của cô để sửa bài. Cô có bài giải như sau: chu vi hình tam giác là 3 cộng 5 cộng 6 bằng 14 cm. Đáp số 14 cm. Hoạt động 2, ôn tập về giải toán. Cô có đề bài như sau: bao ngô cân nặng 35 kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 9 kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg. Các con hãy thực hiện bài giải vào vở. Sau khi các con làm bài xong, các con cùng sửa bài với cô. Cô có bài giải như sau: số kg bao gạo cân nặng là 35 cộng 9 bằng 44 kg. Đáp số 44 kg. Bài 5. Các con hãy viết hai số mà mỗi số có 3 chữ số giống nhau. Đề bài yêu cầu các con chỉ viết hai số thôi, nhưng bài giải của cô sẽ giới thiệu với các con rất là nhiều số. Mỗi bạn chỉ chọn hai số để viết thôi con nhé. Cô có các số như sau: 111, 222, 333, 444, 555,
666, 777, 888 và 999. Bài tập vừa rồi đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Các con về nhà xem lại các bài đã học nhé. Cô chúc các con luôn chăm ngoan và học tốt. Cô hẹn gặp lại các con ở bài học sau. Cô chào tất cả các con.